Trước giới thiệu Trần Tranh huy chương đồng hạng cân 57kg giữa Nguyễn Đắc Dương, đoàn Phúc Thọ, góc Thẩm Đỏ và vận động viên Nguyễn Đức Thắng, đoàn Gia Lâm, góc Thẩm Xanh, trọng tài Phạm Đức Khang trên thảm. Các trọng tài chuẩn bị trận đấu bắt đầu. Hai viên đứng dưới thảm không quả. Trận đấu kết thúc với phần thắng tuyệt đối thuộc viên góc thảm xanh, đoàn Gia Lâm.